Trái ớt chuông nhé, cần tây cắt nhỏ, cà rốt cắt nhỏ, cà tím bào bào vỏ đi cắt nhỏ và ngâm nước muối, hành tây, tỏi và xào đồ ha. Trước tiên cho hành cắt nhỏ vào trong dầu lạnh nha, sau đó mới là bật bếp lên. Hành chín thơm chúng ta mới cho tỏi vào vì tỏi nhanh chín hơn. Đó, chúng ta cho cần vào, cà rốt vào, cà chúng ta cho xong cùng nha. Xào cho đến khi nào chín, gia vị ý trộn sẵn. Ở nhà các anh chị không có thì cứ nêm nếm theo hương vị Việt Nam mình, muối một chút cà no, một chút đường nếu các anh chị ăn đường, còn nhà mình thì ăn theo hương vị nước ngoài nên mình cho một chút lá thơm trộn sẵn. Đây là gia vị chúng ta xào xong nè, ta cần phải để nguội một tí vì tí nữa chúng ta trộn phô mai, trộn bột bánh mì á thì nó không có bị kết dính. Vụn bánh mì nhé, bánh mì cũ ở nhà mình xịt nước vô sao cho vào nồi 180 nè. Mình cần nướng giòn nên mình cần nướng 7 đến 8 phút tùy lò nhé. Bánh mì chúng ta nướng giòn rồi, ta lấy ra cho vào máy xay, xay nhuyễn rồi. Đó, chúng ta đã có vụn bánh mì nè, rất là thơm bơ. Mình tận dụng những cái bánh mì cũ ở trong nhà á, anh chỉ cần xịt nước cho vào nồi chiên không dầu hoặc là máy nướng, giúp ta nướng lại khoảng 7-8 phút cho thật giòn nha. Sau đó xay nhuyễn là chúng ta có vụn bánh mì, thay cho bột chiên giòn cũng được. Nào, chúng ta cho vào khoảng 2 muỗng canh vụn bánh mì, thêm một tí nữa nha. Một bánh mì còn dư các anh chị cho vào trong một cái hộp, bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh, chúng ta có thể bảo quản và có thể dùng được trong khoảng một tuần. Sau đó chúng ta cho, đây là bột phô mai bột nha, phô mai bột chúng ta cho khoảng 2 thìa cà phê. Ta trộn lên và chúng ta dùng cái phô mai nào tan chảy ở nhà các anh chị có cũng được. Hiện tại thì em đang có cái Idam này, chúng ta sẽ cho vào, cắt ra phân nửa, một phân nửa cho vào nửa trái, còn một phân nửa chúng ta để dành để khi nào mà chúng ta nướng gần chín rồi chúng ta để lên mặt cho nó phủ ra, cho nó chảy phô mai ra nhìn đẹp hơn và ngon hơn. Các anh chị có thể nêm nếm lại theo cái khẩu vị của gia đình mình nha. Đây là quả cà ớt chuông, em đã khoét một cái lỗ và lấy sạch hột ra. Bây giờ chúng ta cho nhân vào trong ớt chuông nha. Các anh chị cho nhân vào nửa trái ớt chuông thôi.
Đây, các anh chị cho nhân vào nửa trái ớt chuông thôi. Sau đó chúng ta cho phân nửa cái phần chi tăng chảy vào phía trong. Trước khi nướng, các anh chị đặt trái ớt vào một cái chén nha. Sau đó cho chén vào lò. Chúng ta nướng ớt trong khoảng 180 độ 10 phút, sau đó lấy ra cho một lớp chi vào nướng tiếp 4 phút và lấy ớt ra, lột bỏ lớp ngoài cháy ra, chúng ta đã xong.